nạn giải đinh trên quốc lộ lại bùng phát mạnh dịp giáp Tết Nguyên đán. Chỉ trong vòng 50m đường quốc lộ đã thu gom được 1kg đinh hình thoi sắc nhọn. Thủ đoạn trở nên tinh vi và nguy hiểm hơn với đủ loại vật nhọn nhỏ mà mắt thường khó lòng nhìn thấy. Lực lượng chức năng đã phải cảnh báo rằng người đi đường nên chạy xe với tốc độ chậm để đảm bảo an toàn. Kính thưa quý vị, nạn đinh tặc đang có dấu hiệu bùng phát mạnh dịp giáp Tết. Thì trong buổi chiều ngày 18 tháng 1, gần 1kg đinh hình thoi sắc nhọn được thu gom trên khoảng 50m quốc lộ 1, đoạn qua quận Bình Tân. Ngoài ra còn có hơn 100 gam vật nhọn từ dây thắng xe máy đã cắt ngắn được thu gom trên khoảng 4km quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng đã dùng xe kéo có gắn nam châm để thu gom và hút số đinh trên. Chỉ sau 15 phút, trên đoạn đường khoảng 50m ở dốc cầu vượt tỉnh lộ 10, các công nhân đã thu gom được gần 1kg đinh. Đa số những mảnh đinh này đều được cắt dạng hình thoi sắc nhọn. Cũng trong ngày 18 tháng 1, tại một đoạn đường khác cũng trên quốc lộ 1, xe hút đinh của lực lượng chức năng đã thu gom được hơn 100 gam vật nhọn được cắt ra từ dây thắng xe máy. Vậy nên, lực lượng chức năng khuyến cáo người đi đường rằng nên chạy xe với tốc độ chậm để đảm bảo an toàn. Theo một công nhân hút đinh, vào thời điểm cuối năm sắp Tết, đinh tặc rất lộng hành sang bẫy người về quê. Họ giải đinh ở dốc cầu, nếu xe máy chạy qua cán phải thì sẽ mất lái, rất dễ gặp tai nạn. Mấy ngày trước, chúng tôi cũng hút được nhiều kg đinh ở dọc quốc lộ 1 và ở dốc cầu vượt tỉnh lộ 10. Theo hình ảnh chụp được từ hiện trường, đinh nhọn hình thoi được đinh tặc cắt rất công phu bằng dụng cụ chuyên dụng. Hai đầu đinh vểnh cong lên khi nằm trên mặt đường khiến người lưu thông bằng xe máy rất dễ cán phải. Người dân khu vực cũng cho biết tình trạng giải đinh đã kéo dài nhiều năm nay trên tuyến quốc lộ 1 theo cả hai hướng về miền Tây và ngược lại. Tuy nhiên, thực trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Đi trên đường quốc lộ thường với tốc độ cao, vậy nên nạn đinh tặc này rất nguy hiểm cho người đi đường. Kính mong quý vị cẩn trọng đi lại hay về quê qua những đoạn đường này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.